Rồi. Xin chào cả nhà. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người về cách lắp chiếc máy Raben 65. Đây chiếc thân máy. Tiếp theo là mọi người đã đưa cái kệ này lên. Rồi. Mọi người để ý ở cái này nó có một cái hình mũi tên đây. Mọi người lắp hai cái mũi tên fit vào nhau, mũi tên trên và mũi tên dưới. Rồi. Tiếp theo cái trục, mọi người hãy ấn xuống và xoay một cái xoay. Rồi. Ở đây mọi người để ý này, nó sẽ có các cái mũi tên. Mọi người hãy lắp cái mũi tên cho nó khớp. Và bạn như thế này. Dẫn mọi người về cách tháo, sau khi ép xong mà tháo cái chiếc máy Raben 65. Mọi người hãy vặn này. Rồi sau đó mọi người hãy lôi cái trục này ra. Mọi người hãy rửa những cái này, nó cũng rất là đơn giản, khi mà mình tráng qua nước thôi thì nó cũng đã sạch hết rồi. Rồi, cái đây cái kệ. Còn cái thân máy này là mọi người không rửa nhé. Mình chỉ rửa những cái dụng cụ nãy giờ mình ép thôi, còn riêng cái thân máy thì mình không được rửa. Rất là cảm ơn mọi người.